แต่ก็ลำเทิงมาลำแม่แม่ให้ไปเชื่อว่าชี้ลำแม่เชื่อมติงให้กันลำแม่ก็แบบฟังบนติงขาล่างลำแม่ก็ชี้ฟังขึ้นแต่บีต้องอิดเวียดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเลิกดีเซิร์ฟเดี๋ยวในกลางครับมือนำมาทำอะไรเลยมืออิดเวียดลำแม่ก็ได้ลำแม่ช่วยจ่ายไหมลำแม่ก็ต้องช่วยจ่ายต้องลำเหมือนเดิมแล้วตัวลื้อเองช่วยไปทุ่ยโดนcông nhân công việc hoặc là những người ta nghỉ sớm công việc năm nay nó không có tiền nhiều nhiều chỗ đó còn giả lương nhân viên còn tiền vật đem về nó nhà nước nó quy định là năm nay chỗ này mà không đủ giả lương cho công nhân là cái giảm tiền vật giảm tiền vật là giảm cái gì anh ví dụ như nhà nó sản xuất cái gì ấy à, rồi. Cái đồ tiêu dùng và thầu các thứ cái đồ tiêu dùng nhưng mà lấy tiền ít thôi, cầm hiện vật về bằng giá chính hay bằng giá tiền. Tính tiền giá gốc hay là tính tiền giá bán? Đấy, chắc là chỉ có ấy thôi, giá gốc thì không đi nhồi giá bán, à, bắt thì khác gì bắt nhân viên mua. Vâng. Nói chung là hôm nay đói kém. Ông anh làm phục vụ hàng ăn ở trên sân bay ấy, ngày xưa thì chẳng làm thì không hết việc ấy. Bây giờ Covid bắt sân bay đóng cửa cái bọn chủ còn bắt nhân viên mang đồ về, mỗi ông phải ủng hộ công ty lít mua đồ thực phẩm để về chia nhau chia đồng người sếp thì phải mua nhiều hơn, mua về ủng hộ đỡ bỏ phí, không để nó lời đâu để mà bắt nhân viên phải mua chia nhau không chia đâu rồi mua ông nào càng sếp to thì càng lấy nhiều thì càng phải lấy nhiều. Thế là hết bốn tiền. Thế nhưng mà đấy là không trừ vào lương á. Không trừ vào lương. Nó bắt phải mua em ạ, coi như là ủng hộ công ty. Công ty đồng lương thì nó cũng chỉ được 30% thôi, là vì cái đấy là cái việc đó. Ông về em bảo anh về đây sẽ kinh Grab ngoài, ông có ô tô mà, ở đây thì không chết đói. Mất nhỉ. Ngày cái sân bay nó đóng cửa bao lâu? Quốc tế vẫn có đóng cửa nhỉ? Chỉ có những chuyến bay như là chuyên viên thôi, hoặc là những cái chuyến bay mà nó cần thiết thì nó sẽ đi bình chăn thôi, nhưng mà ví dụ một số nước khác thì một số nước khác ví dụ Mỹ nó có chăn đâu, dịch thì dịch không thích bay đến nó cũng cho bay để thấy dính đấy. Còn Việt Nam mình thì đang đóng cửa sân bay nên là sân bay của mình gần như không hoạt động, lượng khách nó ít rồi. Nhưng mà nước khác về thì vẫn là cho về, vẫn là cách ly đúng không? Về thì phải cách ly, đủ 14 đi thì không đi được thôi đúng không? Đi nó có những trường hợp thì nó vẫn cho đi, bình thường nó vẫn đi mà. Có phải là nó cấm tuyệt đối đâu, nó vẫn bay. Nhưng mà cái khâu đầu vào của mình nó chặt chẽ hơn, không còn được cảnh nhiều, được cảnh là phải cách ly. Còn bay đi thì nó vẫn cho bay, nước nào nó cấm thì nó cứ cấm, nước nào nó mở cửa nó vẫn. Mới đang ở Việt Nam, tôi thì bay sang nước khác thì cũng bệnh. Như thằng em con của ông anh ở quê, nó học cấp 3, nó thi nó trúng tuyển học bổng bên Nhật ấy, vừa nó vừa bay được, nó vẫn bay được. Vừa tan. Nhật thì như vẫn còn dịch. Nó bảo là có vùng có vùng không. Nó kinh khủng như mấy nước châu Âu. Mấy nước châu Âu thì nó kinh khủng lắm. Bay sang Mỹ sao? Như đợt khí tài đi về cho con đài đưa về tận Mỹ cho bay về. Nhưng mà khó mà, thấy mà khó lắm đấy. Mất tiền nhiều. Bao tiền? Đơn giản lắm. Đúng tầm dịch nữa thì dịch. Mỗi một chuyến bay nó trước khi đi nó về vừa kiểm tra nó cử giấy xong về nó cũng là về khử trùng hết. Cách ly cả đội đấy có những đội nhân viên mà bay sang đấy xong về là phải cách ly luôn. Người chấp nhận thôi chứ còn. Nó còn hơn là không đi được xa mà không được về. À, đây là mất tiền nó còn đi được, nó còn
đi được được việc người ta và chấp nhận bỏ tiền rất nhiều tiền. Đi vào sâu anh ngã đấy nhá. Ví dụ dùng người ca thì người ta không có tiền thì đi vào tôi bảo ông đi, tôi hỏa táng ông đi, xong rồi nhờ người thân bên Việt Nam gửi cho cốt vào đâu ta, bao giờ dịch mà hết thì người ta lấy sang thì sau là cái cũng ấy, nhưng mà đây nó có tiền mà muốn sang mang sang về luôn thì nó phải chấp nhận bỏ nhiều tiền thôi. Rất nhiều tiền, người sống đã còn mất nhiều tiền hơn là người chết. Đó, ông người chết đi thì mất nhiều tiền hơn. Giờ chết rồi tiền nhiều thì làm gì, thì làm bây giờ làm đấy làm gì, quay đầu ấy. Dạ. vô đi bé này nhé, năm sau mà đi học thì cô giáo thì bố mẹ nhờ. Vâng, 15 tháng rồi xong. Tháng 9 này là đi được rồi, tháng 9 này là bố được hơn 2 tuổi là đi được. Cái trường hoa hồng, cái trường hoa sen này nó nhận là không đi ngay ra ngay chỗ chợ ở Thái Hà, trường đấy đóng 2 tuổi là nó nhận. Còn chung.